Hôm nay mình ăn món cá mắc cà chua. Đây là cà chua mình đã sắc rồi, mình bắt lên chảo cho sạch thơm. Em mình có chả cá, mình đã hấp chín rồi, cắt ra. Cắt cái cục vừa đủ ăn. Chưa chín cho nên nha. Nó còn là bở quá.
cùng với sốt cà chua và canh củ cải trắng.